Nếu như bạn là một người dựng video chuyên nghiệp, hoặc là làm đồ họa 3D, hay là làm lập trình viên, kể cả là back-end, front-end, hay là làm mobile app, nhưng vẫn cần làm một cái KPC nó tối giản nhất có thể để setup góc làm việc, thì Mac Studio sẽ là một lựa chọn rất tốt cho mọi người. Ngày trước mình đã lên video về Mac Mini rồi, thì bây giờ để xem Mac Studio có phù hợp cho những đối tượng làm việc chuyên nghiệp như thế không nhá. Mình là Trường, đây là Mac One, bắt đầu thôi. Sau đây mình cũng xin giới thiệu luôn một số dòng sản phẩm của nhà Apple. Ví dụ như mọi người thích một cái máy all-in-one, tối giản nhất có thể, iMac sẽ là lựa chọn của các bạn. Nếu như mọi người cần một cái mini PC, Mac Mini sẽ là lựa chọn cho các bạn. Còn nếu như mọi người đã click vào cái video này rồi, chắc chắn mọi người sẽ cần một cái máy mạnh, chuyên nghiệp, Mac Studio sẽ là lựa chọn cho mọi người. Và rất nhiều sản phẩm Mac Studio, từ những cái cấu hình thấp đến cả những cấu hình đặt trước, bên mình đều có máy và có thể nhận đặt. Thời gian nhận đặt sẽ là sớm nhất trên thị trường luôn. Hãy tham khảo ngay ở phía bên dưới nhá. Video này sẽ là một chút góc nhìn của mình về chiếc máy đã tròn 1 năm ra mắt. Cấu hình mình đang show cho mọi người đó là chip M1 Max, 24 core GPU, 32GB và 512 SSD. Mình đã dành ra khoảng 4 đến 5 ngày để trải nghiệm chiếc máy này với đúng những công việc mà mình hay làm ở trên một chiếc PC khác. Thì có một vài điểm mình nhận ra như sau. Đầu tiên là về kích thước đi, mọi người nhìn thấy không? Rất nhỏ gọn. Có thể là nó to hơn chiếc Mac Mini ngày trước mà mình đã làm video cho mọi người, nhưng ít ra nó vẫn còn nhỏ hơn rất nhiều so với cả những cái cây PC có cái sức mạnh tương tự. Cực kỳ ít trên thị trường những cái máy cây nào mà nó có thể nhỏ gọn như thế này mà có một hiệu năng rất lớn, có thể nói là không có luôn. Vì vậy đây chính là những sản phẩm mà cho ai cần một không gian làm việc gọn gàng này, dễ setup mà không cần quá nhiều dây nhựa lằng nhằng. Như mình ở đây chỉ cần một cái dây cắm từ máy lên màn hình, thế thôi. Còn chuột này, bàn phím này thì sẽ cắm qua dây kết nối lần đầu và sau đó kết nối Bluetooth là được. Thậm chí nếu như bạn có một chiếc PC Windows rồi thì vẫn có thể cắm thêm một cái Mac Studio này nữa là máy phụ. Thì không gian làm việc của các bạn gần như cũng không thay đổi quá nhiều. Đấy là cho những ai có điều kiện thôi nhá. Còn như mình thì nếu mà có tiền thì mình chỉ mua cái này là ok rồi. Từ lúc Apple ra mắt Apple Silicon M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, tất cả các con chip đều mạnh vượt trội so với cả các đời chip trước có ở trên MacBook. Nói trước về M1 và M1 Pro đi. M1 và M1 Pro là hai con chip nằm ở trên máy laptop thôi, mà 13, 14, 16 inch thì đều có những con chip này. Con chip M1 Max thì cũng có ở trên các dòng 14, 16 inch 2021. Nhưng mà mình cảm giác như là con chip này nó không được mạnh cho lắm, bởi vì là cơ bản nó nằm ở trên một con máy laptop mà nó có thể bị giới hạn ở phần pin này, ở nhiệt độ này, là hai cái ảnh hưởng rất nhiều đến chip. Nhưng khi mà nằm ở trên con Mac Studio này, hiệu năng nó bùng rất là mạnh, mọi người thấy không? Ở trên Premiere Pro mình sử dụng làm một cái video 2K trong vòng khoảng 11 phút. Video này dài 11 phút ấy. Đó. Ở trên cái video này có khá là nhiều layer, nhưng mà khi mà sử dụng để làm video hay là render video ra, cái nhiệt độ của nó chỉ ấm lên hơn một chút thôi. Nhưng mà mình render cái video này ra nó chỉ khoảng 30 phút thôi, hơn 30 phút một xíu, rất là nhanh. Nên là cái việc mà con chip M1 Max này làm việc có tốt hay không, chắc chắn là có rồi. Thêm vào đó nữa, cái nhiệt độ ở trên con máy này ấy, nó là mình bất ngờ luôn. Mình đã thử render một cái video như thế này, tất nhiên là không phải video này, nhưng mà cái layer độ khá là nhiều. Thì cái video đấy mình render bằng con Mac Mini, đặt tay lên thôi, rút ra luôn, vì nó nóng vãi chưởng. Nhưng mà ở trên con máy này nó chỉ cảm giác là hơi ấm ấm một chút, trong khi rõ ràng theo lý thuyết và theo những cái gì mọi người đánh giá từ những cái video trước, những người làm review trước đã đánh giá, thì trên chip M1 Max và M1 Ultra nó sẽ nóng hơn rất nhiều so với cả M1 Pro và M1 thường. Nhưng ở đây như mình đã nói thì nó chỉ hơi ấm ấm một chút thôi. Vậy cho nên là mình cảm giác như là nó đang muốn nói với mình một điều, đó là dăm ba cái video này tao làm tốt, mày không phải lo. Tức là sức mạnh của nó rất là mạnh và quản lý nhiệt độ cực kỳ ổn, nên mọi người không phải lo gì nhiều về cái việc là bị crash khi mà mọi người xuất video ra. Nên là nói chung tốc độ nhanh, nhiệt độ ổn, ổn định luôn và không bị crash, ok luôn. Tiếp đến là sự ổn định. Sự ổn định ở đây có rất nhiều yếu tố làm cho một cái máy nó có ổn định hay không. Một là về nội tại của chiếc máy, hai là về hệ điều hành. Nội tại chiếc máy này rất khỏe rồi, M1 Max, GPU cao 24 GPU, thậm chí có thể lên được 32 GPU nữa cho những phiên bản cao hơn. Cùng với đó RAM cũng khá là cao, ở trên chiếc máy là RAM 32GB, mọi người có thể nâng cấp thêm nữa. Còn về hệ điều hành thì thôi, chả phải nói nữa, macOS lúc nào cũng rất là ổn định rồi. Bằng chứng là gì? Bằng chứng là ngay cái việc ban nãy mình đã nói, xuất video 2-3 cái không vấn đề gì hết, không bị crash ở trên Premiere Pro luôn nhá. Cái này ở trên máy Windows, anh editor mình làm thì cũng đã có xảy ra hiện tượng crash rồi. Rất là mất thời gian khi mà xuất ra một cái video để xuất bản đấy cho mọi người. Và trên chiếc máy này thì độ ổn định rất là cao. Nói thì bảo là khen quá nhiều, nhưng mà nó tốt thì mình phải nói như thế thôi, chứ biết làm sao được giờ, đúng không? Đầy đủ như thế, xịn sò như thế thì cổng kết nối cũng phải đầy đủ để chúng ta làm việc, đúng không? Về chức năng kết nối, chúng ta có đầy đủ 4 cổng Thunderbolt 4, check, 2 cổng USB-A, HDMI, ok, có luôn. Jack cắm mạng LAN này, jack cắm tai nghe,
Có luôn. Quay sang mặt trước, chúng ta sẽ có được khuyến mãi thêm hai cổng USB-C nữa để truyền dữ liệu và một khe cắm SD cho dân chụp ảnh quay phim. Cực kỳ tiện luôn nha. Về cơ bản, khi mọi người mua một cái desktop về, chúng ta chỉ cần bật máy lên và sử dụng máy ngay lập tức. Máy cũng có sẵn Wi-Fi và Bluetooth luôn. Vậy nên mọi người cũng chẳng cần thêm những cái USB Wi-Fi để làm gì cả. Tiện quá luôn chứ còn gì nữa. Đã nói về việc các cổng kết nối thì tiện đây mình cũng nói luôn. Về việc xuất màn hình, nó có thể xuất qua hai kiểu. Một là mọi người xuất qua Thunderbolt 4. Xuất qua cái đường này thì có thể xuất được màn hình 6K và 60 frame. Còn xuất qua HDMI thì có thể xuất được màn hình 4K, 60 frame. Còn là lượng màn hình như mình có thử thì ở trên con này được khoảng 4 cái màn hình. Mình cũng chưa thử nhiều hơn nhưng mà xuất được cả là 4 cái. Chất lượng thì rất là tốt. Đã nói về màn hình thì lại nhân tiện một chút. Mình đang có ở đây một cái màn hình Apple Display. Cái màn hình này thì cơ bản nó là bản standard thôi. Nó sẽ không phủ nano. Nó là một màn hình độ phân giải 5K. Tầm nền thì sẽ là LCD. Bản này thì mọi người có thể lựa chọn thêm cái bản ngàm VGA để có thể tùy chỉnh với cả ARM khi mà setup cái khu vực làm việc. Hoặc là mọi người có thể chọn các phiên bản cao hơn, có phủ nano để đỡ bị lóa này. Hoặc là chọn bản màn hình có Super Retina XDR thì chất lượng màn hình nó sẽ tốt hơn nhiều nữa. Công nhận chứ bây giờ làm việc mà có quả Mac Studio hiệu năng đỉnh như thế này, màn hình Apple Display mà lại còn ngon như thế này nữa, cộng thêm quả Magic Mouse này, Magic Keyboard này. Thực ra thì hai cái này thì nó dùng không thoải mái lắm, nhưng mà trông nó đồng bộ thì cũng ok đúng không? Nhìn phát lại muốn làm việc rồi mà lại còn trông còn đẹp trai nữa, đố, hợp lý. Thế này chỉ có sướng nhất mấy ông làm đồ họa thôi, tuyệt vời luôn. Còn nếu mà anh em nào làm về code, làm lập trình thì cũng có thể chia sẻ với mình xem là làm việc trên con máy này như thế nào nhá. À quên mất, con máy này mà làm nhạc nữa thì đúng là hết bài luôn đấy. Nhưng mà làm nhạc thì mình khuyến khích là nên lên cái bản M1 Ultra thì cái sức mạnh của nó sẽ còn mạnh hơn nữa và nó phù hợp hơn cho với cả cái công việc làm nhạc. Làm nhạc thực ra cũng là một công việc rất là nặng đấy. Ok, thế thôi. Hôm nay là một số chia sẻ của mình về Mac Studio, một chiếc máy không phải dành cho đa số người dùng, một đối tượng nhỏ thôi nhưng cũng rất nhiều người quan tâm. Nếu như mọi người đang sở hữu chiếc máy này hoặc là đang có ý định sở hữu chiếc máy này thì hãy để lại ý kiến phía bên dưới là mọi người đang có thắc mắc gì về Mac Studio hay là đã có trải nghiệm gì về chiếc máy này thì hãy chia sẻ với nhau ở dưới phần bình luận nha. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Mac One. Cùng với đó, hãy theo dõi nhiều nội dung hơn của Mac One ở trên YouTube, YouTube Short, TikTok để không bỏ lỡ những nội dung cực kỳ hấp dẫn đến từ Mac One nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.